Sáng hôm qua 30 tháng 8, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang tổ chức lễ trao học bổng cho 30 học sinh là con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng hành cùng tổ chức công đoàn trong công tác chăm lo cho con đoàn viên công nhân lao động trước thềm năm học mới 2022-2023, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tặng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 2,5 tỷ đồng để trao học bổng tấm lòng vàng cho con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân lao động có cha mẹ mất do dịch Covid-19. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang được hỗ trợ 30 suất học bổng, tổng trị giá 30 triệu đồng. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã xét để trao học bổng cho còn công nhân lao động vừa có học giỏi thuộc Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành, Liên đoàn Lao động huyện Thoại Sơn và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm chăm lo của tổ chức công đoàn, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đối với con đoàn viên công nhân lao động ở các công đoàn cơ sở doanh nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân lao động có cha mẹ mất do dịch Covid-19, qua đó kịp thời động viên khuyến khích tinh thần học tập vượt khó của các cháu trong dịp khai giảng năm học mới 2022-2023.